Rồi em chào anh em nha. Giờ này thì đơn của anh em nó đi hết nha anh em. Hai ngày hôm qua không có hàng, bữa nay dồn lại 60 mấy bét luôn. Thì chiếc 110 đời 99 hôm qua bây giờ nó chỉ còn một số món nhiêu đây. Và không, số món này cũng không phải của 110 hết nữa. 110 này nó còn bộ áo bô e co xăng. Không, bô e co xăng là của máy trước, bô bình xăng con bán rồi của máy trước nữa. Còn cặp xi nhan này của máy trước, còn được cái bộ áo, cái đồng hồ, cái chản ba, cục ngô bin sườn, với lại bách mặt nạ, với cục máy của nó đây nè. Cục máy của nó thì chắc mai em mới gã, bữa nay gã không kịp rồi. Nãy em bắn lửa em giao cho khách rồi, máy nó đây mai em gã. Bắn lửa em giao cho khách rồi anh em, mai em gã nó luôn ha. Nắp còi số 8 nè anh em, chuẩn 99 rồi ha. Đó, anh em có nhu cầu thì mình hú em. Còn nè, cái sườn của nó, sườn lóc giấy này ngày mai em cũng giao cho khách luôn rồi, giao cho ông anh nó Cà Mau, ông dặn cũng lâu rồi. Bây giờ em vô chi tiết luôn nha, báo giá với anh em luôn. Bộ áo hôm qua em kêu 2,5 triệu đó, thì nói chung chưa có bán được. Thì em bán anh em nhanh lẹ luôn. Bộ áo em tặng anh em cái yếm lượng đó luôn. Yếm lượng nó đẹp cực kỳ luôn. Yếm lượng 99 chưa nứt bể luôn. Bán lại giá cũ 2,5 triệu. Áo này không bán dưới giá đó được, tại áo này áo chuẩn. Đó, thì em quay lại nè. Mua gùa không nứt bể, đúng đá 99, móc chấu không gãy. Áo này nó ít gãy mấy cái bát cơ bản lắm. Em quay lọn xà ngầu luôn nha. Về trước có chạy, không tét không bể, về sân lại mà bọn em muốn áo mới giờ cũng có 5 triệu, không tét bể nha anh em. Đó, đúng quy thái 110 nha. Nè, đúng đời 99 nè, thấy không? Rồi, hai ốc phục, áo này 2,5 triệu nha. Hai ốc phục này em nhớ là không gãy luôn nè, có đây gãy một chấu nè, còn hai chấu này còn nha. Đó, đúng quy thái 110 đời 99 nó. Mấy cái lỗ này không tét nha anh em, nó được cái mấy cái lỗ này không có tét. Rồi, móc qua đây đẹp hết, không gãy, đúng quy thái 110 đời 99. Này là cái ốc mình sao, cái này là bên cái học bình nè, cái cốp bình, cốp bình đẹp không lỗi, không tét bể nha. Bao anh em không tét không nứt không bể, đúng quay thái 110 đời 99 đó. Đầu đèn, đầu đèn này có tét ở đây Nguyễn. À, có chạy ha. Đó, chỗ lỗ này có tét. Bên đây không có. Ở dưới này không tét nha. Ở đây có cái con ốc lên nè. Đây nó cái con ốc nó làm cái mạng sườn ở đây nè. Mà cái này giờ anh em tháo bỏ đi, tại khi mình hàng cái bách này lại nó gãy cái bách này nè. Thấy không? Tháo ra bỏ hàng lại. Rồi. Xong. Mặt nạ đẹp, không tét, không nứt, không bể, đúng 99. Má mặt nạ sơn ghim còn khá luôn chứ. Mặt nạ này xé ra bán 350-400 phải gu. Tem ghim còn luôn nè. Mặt nạ này sơn ghim còn đẹp luôn chứ. Không nứt không bể không tét, đúng đời 99. Móc không gãy, không gãy luôn nha anh em. Rồi, mặt nạ đẹp. Rồi, cái ốp mình sao bên này, cái ốp mình sao bên này là cái ốp mình sao ở bên cái bên mé cốp đồ á, bên mé cốp bình á. Móc nhỏ trước thùng xăng lớn không gãy. Sơn ghim, tạm ghim, không gãy. Áo 99, mu gùa không gãy. Dưới này không gãy. Thùng xăng lớn không gãy nè. Lường nước không gãy, mu gùa không gãy. Rồi bên đây đẹp không lỗi ha. Rồi sẵn em đang ngồi đây thì em quay cái yếm cho anh em luôn, quay cái yếm luôn, yếm đẹp lắm, yếm không có nứt bể chứ.
Đây là kiếm ổ khóa quay thái 110 đời 99, ở dưới này không tét, không nứt, không bể nè. Không có tét, không nứt, không bể, hai cái móc này còn y nguyên luôn nha anh em. Hai cái móc này còn y nguyên luôn. Đó, không có gãy móc luôn nha. Đúng yếm 110 thái đời 99 luôn. Nè. Đó, đúng yếm đời 99 luôn nha. Đó. Hai cái lỗ tai thỏ không gãy luôn nha. Ác nổi mất cái tem trên, cái yếm này không mất cái tem trên nó thiệt chứ anh em chịu gửi anh em gớ được lắm. Mất cái tem trên thôi, mất giá trị cái miếng yếm thôi. Tem dưới còn nguyên luôn. Yếm này nó thiệt với anh em, yếm không tét kiểu này á nha. Yếm 99 mà không tét kiểu này mà không có chạy chùa kiểu này á. Còn tem trên chịu gửi anh em gớ được lắm. Đẹp hết luôn, mất cái tem trên thôi, không lỗi lầm, móc bát y nguyên. Áo là tặng anh em miếng yếm này 2,5 triệu. Hai cánh bẩn nè. Bẩn trong bẩn ngoài theo xe hết. Bên đây gãy một bát lớn. Đó. Ở dưới này nó mất một miếng bẩn ngoài. Mất gốc miếng bẩn ngoài. Bẩn này chưa có từng sơn lại, ở trong này không có tét nha. Đó. Mất cái lưỡi câu. Chỗ này là chưa tét nè. Đó. Da bò còn. Đúng yếm theo xe. Đợi cái yếm thì 2000. Yếm bên này thì 2000. Đó. Rồi, bên đây. Bên đây thì bách lớn còn nè. Tét góc nhẹ. Tét góc nhẹ nha. Đúng quay 110 nha, ở đây có tét nhẹ nè. Đó, có tét. Không nứt bể nha. Đó. Chỗ này không tét nha. Áo vệ sinh lại mà. Cô bò theo xe. Bên đây đá 99 chuẩn luôn ha. Rồi. Cái mình bên mé mình ổ khóa. Sơn gin tem gin thấy mình sau ok lắm. Có đây gãy con bát nè. Gãy con bát chỗ này nè. Ngay cái trước thùng xăng gãy bên đây ha. Trên cái thùng xăng lớn gãy một bát. Mu gùa không gãy, mu gùa còn bát nguyên. Lường nước bách y nguyên. Đó. Chung mình sau này còn khá gà. Đúng áo quay thái 110 đời 99. Đó. Rồi. Rồi đó. Còn áo này em bán anh em luôn cái ếm khóa gì luôn nè. Đó, nguyên cái áo gì đó, 2,5 triệu. Anh em xài alo. Số em 0865890158. Đây em còn được cặp xi nhan. Bán rẻ cho anh em dùng luôn. Cặp xi nhan quay thái 110, hàng tháo xe. Đó. Cặp xi nhan này một bên đẹp, bên có chạy. Bên đây đẹp nè, nhưng mà có găng chân chim. Đó. Theo xe thì phải chịu thôi. Ở đây chạy nè. Đó, nhưng mà không có chạy nặng anh em, chạy không có phớt ngoài thôi, chứ không có vô thịt. Đó, anh em về đi lau bóng lại. Cặp này bán anh em giá 150 ngàn thôi. Đó, nhanh lẹ. Rồi. Em còn cái đồng hồ 99 hôm qua nè, trên chiếc xe hôm qua nè. Đồng hồ nè, bữa nay anh em nào lấy bán anh em 900 ngàn thôi, móc bát y nguyên không lỗi lầm. Anh em về chỉ việc vệ sinh là gắn là xài thôi. Anh em muốn đẹp nữa thay mặt kính, tại kính zin theo xe là nó găng nha. Đó. Kính zin theo xe là phải có găng nè, găng chân chim nè, phải không? Bao anh em hoạt động full chức năng, lên xe không giật kim nha. Mát bóc, bát móc y nguyên hết, không có lỗi gì hết, đồng hồ 99. Đúng đá 99 luôn. Đó. Đồng hồ nè anh em nào lấy giá 900 ngàn nhanh lẹ. Không có đứt nối gì dắt nào nghe anh em. Boe co xăng 2000 đẹp. Boe co xăng này anh em nào chốt giá 750 ngàn. Xin lỗi anh em nha. Boe với lại xá xị. Cái trái xá xị này là chưa găng luôn nè. Thấy không? Bên đây là chưa găng ống luôn nè. Thùng đẹp dữ lắm. Ống trên ống dưới đầy đủ hết. Không nứt không tét không bể gì hết. Cái đát đây còn mờ mờ, đát trên còi nguyên luôn nè. Boe xá xị 2000 đẹp này em bán giá 750. Anh em mua trái xá xị lẻ là 300, boe lẻ là 450 ngàn. Xài cái nào alo em. Đẹp không lỗi luôn. Em nói trước nha, cái lọc gió trong này là em không biết còn xài được hay không nha anh em. Nhiều anh em bán đòi bao lọc gió là không có bao. Gió theo xe em kêu bao, bao đường nào. Đây em còn cái cản quay 110 theo xe. Cái cản này nó dơ, em chưa có rửa. Cản này theo xe. Cản này em báo cáo với anh em tình trạng là cản không có bị cong quẹo, cũng chưa có bị phù luôn á. Mà nói chung nó dơ á, em dục ở trong cái thùng đồ biết bao lâu rồi.
Thì bây giờ em cũng không có làm gì, có xài tụi nó. Ở đây nó có chạy miếng nè. Cái này là nhìn là biết bị bầm 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 cái gì đây nè. Đó. Chứ chưa có phù gì luôn. Đúng cảng 110 nha anh em. Đúng cảng quay thái 110 nha. Chưa có phù gì luôn. Cảng này về anh em vệ sinh quấn bóng lại. Cảng bán anh em giá 200 ngàn. Đúng. Rồi. Đây em còn cái chẳng 3 quay 110. Mới gã trên chiếc 99 xuống đó, bữa hôm qua đó. Chẳng 3 đẹp. Sơn zin đẹp. Ốc tán. Chén trên chén dưới em bao anh em không có lỏng chén nha. Chén cứng ngắt nha anh em. Chén dưới cứng ngắt nha. Không lỏng nha. Trên cổ này là không có bị bầm bị gì hết trơn á. Nói chung là chẳng 3 đẹp không lỗi đó. Đó. Ốc tán là em bao anh em ra vô nhẹ nhàng. Cái chẳng 3 này 450 ngàn. Anh em xài alo. Anh em vô được alpha nhỏ. Phu chờ 1. Dít ít. Đó. Quay thái anh em vô. Sơn zin mặt tiền rất là đẹp nha. 450 ngàn. Rồi ở đây em còn được một cục mobin quay thái 110. Cái bát vàng ươm luôn. Không có đứt nối, không có mối hàng gì hết trơn á. Đó. Mobin đẹp không chạy chụa. Đó, cục mobin này bán anh em giá 500. Anh em xài hú em, đời 99 nó không có đóng đách sau lưng nha. Đó, không đóng đách sau lưng, đúng đời 99. Không có chạy chụa gì luôn nha anh em, mobin còn đẹp lắm, dây còn mềm mèo à. Em bán 500 ngàn, anh em xài alo. Rồi ở đây em còn 3 cây cốt treo máy quay thái 110. 3 cây cốt với lại 2 cái cục thun theo xe còn dẻo. Đầy đủ tán nha. Này làm chưa rửa, về anh em rửa nha anh em. Chuẩn ốc số 10 hết á. 3 cây này 150 ngàn. Rồi tiếp theo em còn được cái bách mặt nạ. Ý xin lỗi anh em, bách lồng quay thái 110 đề 2 ngàn theo xe cọp. Bách lồng này 400. Này là bao anh em là hàng zin theo xe, không có gam, không có làm gì hết, nguyên zin. Bao tất cả các găng cho anh em là 400. Nó anh em nào 2000 cọp thì anh em đi trần mà không có xài bẩn thì anh em lên chế này cho nó đẹp. Theo xe. 400. Là đẹp nha. Găng khe. Đó, còn ở đây em còn cái bách lồng 2000. Gam zin thì nó xuống, nó chỉ xanh thôi chứ nó không có còn được vàng. Cái này thì 150 ngàn. Anh em xài thì em giao luôn. Bao anh em là bách lòng theo xe, anh em gấp áo rất là chuẩn nha, chứ khỏi suy nghĩ. Bao anh em tất cả các găng nha, 150 ngàn nha. Rồi, ở đây em còn được cái bách lòng khu 1 theo xe, gam đẹp. Về anh em rửa ra là đẹp, bao đẹp. 100 ngàn bách lòng khu 1. Rồi ở đây em còn được 2 cái bách mặt nạ quay thái 110 đời 99 bán combo cho anh em vậy luôn, cho nó lẹ. Combo là như vậy nha anh em. Combo là em bán 2 cái bách mặt nạ quay thái 110 đời 99 cây càng 8 lỗ này là còn kêu nha. Ốc tán đầy đủ. Đó, ốc tán đầy đủ. Cái càng 8 lỗ này theo xe còn kêu 99 nè. Đó. Cái này sơn zin còn khá là ok luôn nè. Đó. Còn cái này là sơn zin bị chóc mà cái càng này là càng lô. Bách nạ zin theo xe, ốc tán đầy đủ với 2 cái bảo vệ này cho anh em thầy thợ về xanh sửa nha. Cái này anh em mua lẻ bán anh em 150 ngàn. Cái này anh em mua lẻ bán anh em 250 ngàn. Có cây càng 2 món 400. Đưa cho anh em luôn 2 cái bảo vệ lốc máy. Rồi full bộ dây điện sườn phu chờ 1 theo xe không đứt nối đẹp 1 triệu. Thứ nhất là mô bin sườn theo xe đẹp không lỗi nha, không đứt nối nha, đắt 2000 nè. Đó, mô bin phu 1 đắt 2000 cộng điện sườn theo xe 2000, dây còn dẻo luôn nha anh em. Mắt in sao băng nè, chụp zin theo xe nè. Đó, Nichiwa cục IC phu chờ 1 đời 2000 chữ to nha, IC chữ đẹp nha, 0.8 nha anh em. Cái này nó dơ anh em vệ sinh ra, còn em vệ sinh là em bán giá cao à. Cục sạc theo xe SH634A. Đó, cục chớp theo xe Mitsubishi Thái Lan. Cái địa dàn điện này bao không đứt nối, anh em khỏi coi em nói không đứt là không đứt. Cục gle đề theo xe nguyên dàn điện 1 triệu. Còn em bán lẻ, khi mà em vệ sinh em bán lẻ thì giá sẽ cao. Rồi thì video này em chỉ quay nhanh lẹ như đây cho anh em thôi. Anh em có nhu cầu thì mình liên hệ em, áo 2 triệu cử. Rồi chào anh em nha.